À, xin chào các bác, em chào các bác đã trở lại với trang chính của phía xưa. Trước tiên rất cảm ơn các bác luôn quan tâm đến em và ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Các bác nào mà chưa kênh em thì hãy đăng ký kênh màu đỏ góc phải bên dưới video, cũng nút biểu tượng của chuông để mỗi khi lên video hệ thống YouTube sẽ gửi qua nhắn tút tút rằng em vừa lên video. Vì ngày nào hàng ngày em đều có video, để tránh mất thời gian thì em sẽ vào phiên ngày hôm nay. Phiên ngày nay em có một cái kính đó là Amor ba răng bản lề kép, size 140, như là size 3, size to. Con này là cầu to, cầu đều, cầu béo, bản to, bản đều, bản béo nhá. Các bác có thấy rất là đẹp nhá, mà kính rất đều, còn khá mới, mà nguyên zin toàn bộ, độ mới cái này phải lên đến 95-96%. Các bác nào ở Hà Nội, gần Hà Nội có thể qua địa chỉ nhà em ở ngõ 390 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Số điện thoại là 0916566826, cũng là số điện thoại Zalo. Các bác ở tỉnh xa hết sức yên tâm rằng em sẽ gửi bằng phương tiện bưu điện, ô tô, máy bay, tàu hỏa. Cái phương tiện gì mà nhanh nhất, hợp lý gửi phương tiện đó. Thời gian gửi từ 1 đến 2 ngày, chấm nhất là 3-4 ngày tùy theo thiên tai dịch bệnh bão lũ nhé. Mà ba răng, đấy, rất mới rất đẹp nhé. Bản lề kép này. Cầu giữa thì nó có cái chữ Amor và hai cái chuyện vuông logo hãng từ ngày xưa càng phải nó có số 140 Amor Frame Francais, kính của Pháp nhé. 140 Amor Frame Francais. Càng trái thì nó có số 140. Mọi thông tin chi tiết em luôn ghi bên dưới video kèm theo có số điện thoại lâu năm, địa chỉ lâu năm, rất là rõ ràng, rành mạch chi tiết nhé. 140 cầu to, cầu đều, cầu béo, bản to, bản đều, rất là mới, rất là đẹp nhé. Đó. Giá thì cũng êm ái thôi, 7.700.000 hay còn gọi là 7.700k, 7.700.000 hay còn gọi là 7.700k. Các bác mua ở đâu các mua, các bác đến nơi mua bán lâu năm có cái thương uy tín Hà Nội cũng như Sài Gòn, em và một số anh em chơi đồ cổ quán, đồ cổ hai mấy năm, 30 năm, ngay cả số điện thoại của em trên 20 năm, đó là cái giá trị cực kỳ lớn mà khi em tư vấn cho bác chơi món đồ cổ đồ xưa gì hợp đình, hợp lý, hợp ví, hợp đông, hợp vuông. Đấy, còn tránh tình trạng mua ở cái chỗ mà địa chỉ nó không rõ ràng, địa chỉ linh tinh và địa chỉ lung tung, rồi mua bán hẹn nửa đường, hẹn chỗ nọ chỗ kia, rồi lại hẹn cà phê không hẹn được, anh ở đâu em mang qua anh xem ưng mua thôi. Rất nhiều đối tượng xấu họ bây giờ họ bán theo cái phương châm kiểu đấy, tức là họ bán qua những gian hàng ảo, những cái trang thương mại tử, sử dụng các app mà bán qua đấy thì không có địa chỉ, không số điện thoại, mà có số điện thoại toàn xin khuyến mại sim giác. Thậm chí là bán những trang mạng xã hội cũng thế thôi, cũng dở cái chiêu trò thế và sử dụng nick tích xanh tích đỏ luôn. Đấy là những cái chiêu trò giống bắt chước trên kiểu chiêu trò của Lan đột biến. Mỗi số điện thoại không địa chỉ mà số điện thoại toàn sim khuyến mại sim giác. Đây, các bác hết sức lưu tâm lưu ý nhé. Em khuyến cáo các bác là mua bán bất kỳ đồ cổ đồ xưa hay đồ hàng hiệu, quần áo, giày dép, ví hàng hiệu thắt lưng, mình nên đến địa chỉ lâu năm có thương uy tín. Đặc biệt là đồ cổ đồ xưa mình phải càng thế. Bởi vì có làm sao có để lan vạn được. Thứ hai, mình mua bán ở nơi đó họ được đảm bảo tính pháp nhân pháp lý. Thứ ba nữa là người ta, mình không mua bán được, người ta sẽ tư vấn cố vấn cho mình chơi vào đồ cổ đồ xưa lâu năm có thương uy tín rồi, để người ta tư vấn cố vấn chuyên sâu sát sao, hiểu sâu hiểu rõ. Lần sau mua bán trong nước ngoài nước mình luôn tự tin chiến thắng. Đấy là kinh nghiệm khi mà em ra nước ngoài cách đây gần 20 năm về trước. Đấy. Amor đoàn gánh cầu to, cầu đều, bản to, bản béo, giá là 7.700.000 hay gọi là 7.700k. Rất là mới, rất là đẹp nhé, kính mới đẹp đều. Mọi thông tin chi tiết thì luôn luôn ghi bên dưới video kèm theo cái số điện thoại lâu năm, địa chỉ lâu năm. Về hình thức mua bán, bác nào chuyển khoản basic, các bác nào chuyển theo siêu cốt thì vui lòng đặt cọc 100k. Về thời gian bán hàng từ 7 giờ sáng đến 23 giờ, từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối, tất cả ngày trong tuần, không nghỉ ngày nào, kể cả ngày lễ Tết, với điều kiện bác điện thoại trước cho em, tránh tình trạng đến đột xuất quá. Thì em đi gửi hàng và đi giao lưu đồ cổ đồ xưa, và đặc biệt hơn là em đi thẩm định và định giá đồ cổ đồ xưa cho anh bạn bè người thân. Các bác cái điện thoại trước thì em sẽ liên tiếp bán từ xa và lắng nghe thấu hiểu cái gì bác đang tư vấn cố vấn cho bác chơi món đồ cổ đồ xưa gì hợp tình hợp lý hợp lý hợp tâm của vô. Đấy là cái giá trị cực kỳ lớn bác có nhận được, chứ không phải giống như một số cái nơi một số như là không có tư vấn cố vấn cho vấn đề gì đâu, bởi vì người ta có hiểu biết gì đâu. Thứ hai là mua bán mà cái hẹn chỗ nọ chỗ kia, địa chỉ linh tinh, địa chỉ lung tung thì không nên mua bán cho đó. Đấy là góc độ chia sẻ quan điểm và cái kinh nghiệm. Chứ còn bác đã mua bán bên em thì em tư vấn sát sao tất cả đồ cổ đồ xưa châu Âu, bao gồm đồng hồ, kính bút, nhẫn, bật lửa, xe đạp, xe máy cổ, đèn dầu, ấm chén, bình, đồng hồ ô đô, đồng hồ tất cả các đồng loại đồng hồ ô đô treo tường, vai bò, rồi đồng hồ đeo tay. Đấy,
để làm sao các bác chơi đúng chuẩn đồ, đúng không ạ? Giá cả hợp tình hợp lý hợp lý nữa. Vì các bác biết rằng là cái kênh của em triển khai hơn 5 năm mà chỉ có 1.700 người đăng ký kênh theo dõi, bởi vì là em triển khai một cách rất là tự nhiên, hữu xạ tự nhiên hương, không câu like câu view, không thêm đơn vị nào quảng cáo marketing sale. Một số kênh khác là triển khai mới được 5 năm rưỡi mới đang 15, 16, 17 nghìn đăng ký kênh theo dõi. Đó là người ta thuê em đơn vị thứ ba quảng cáo marketing sale, đẩy like, đẩy view, đẩy được đăng ký kênh theo dõi lên một cách chóng mặt chóng mặt. Rất là nguy hiểm. Thứ nhất là các bác để ý là không có địa chỉ không rõ ràng, địa chỉ chung chung. Thứ hai là số điện thoại thay đổi liên tục. Đấy, và không công bố địa chỉ nhà cửa như nào, không nên mua bán như thế đó. Và xin thông báo lại cái này là cái giá là 7.700.000 hay còn là 7.700k. Rất cảm ơn các bác đã dành thời gian xem video của em vừa dài vừa thô. Khi nào có thời gian em sẽ sâu một loạt những cái vấn đề về nhạy cảm của xã hội như là đa cấp trá hình, rồi là đồng tiền ảo, sàn vàng ảo đa cấp, rồi là cái đa cấp về thực phẩm chức năng, rồi vấn đề là hack tài khoản thiếu dữ liệu để các bác phòng chống, phòng tránh không bao giờ mắc phải những cái bẫy như thế, để tránh mất tiền oan. Thứ hai, để người nhà các bác nắm được luôn để là mình không bao giờ rơi cái bẫy đó. Một lần nữa rất cảm ơn các bác luôn quan tâm, dành thời gian xem video của em. Xin chào và gặp lại phía sau.